chạy chưa? Rồi, chào anh em. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020. Mình đang ở trong giai đoạn Tết Covid lần thứ 2 trong năm. 3 tháng vừa rồi là mình không có làm video. Thì bữa nay mới quay lại làm video được. Video này mình hướng dẫn cho anh em cách làm một cái giường ngủ 1m6, 2m. Giường ngủ bằng ván công nghiệp, kích thước dùng là 1m6, 2m. Thì anh em sẽ chuẩn bị một số cái vật liệu như mình sử dụng là ván 17 ly, sẽ hết 4 tấm ván 17 ly. Thứ hai là cái chỉ nhựa loại dày 3 ly là loại này, 43 ly. Thì chỉ nhựa này mình sẽ xài hết 15 mét. Keo chó để dán chỉ thì mình đổ vào cái chai này. Có video hướng dẫn dán chỉ rồi. Một cái đồ gọt chỉ, cái lưỡi dao đóng vô cái miếng gỗ vậy thôi. Cái bát ke lớn này là dùng để liên kết các góc giường đây. Nó có nhiều cái phụ kiện để liên kết các góc, nhưng mà do cái bát ke này là anh em dễ mua, ở tỉnh mua cũng được, ở chỗ nào cũng bán. Thì anh em mua 8 cái bát ke lớn này. Nếu như mà không có cái bát ke lớn này thì anh em mua cái bát ke nhỏ này cũng được, thì mua 12 cái bát ke nhỏ 3 phân đó. Anh em chuẩn bị vít 3 phân sắt loại 30-60. Đây là cái cây sắt 30-60. Độ dày của nó là 1 ly 2. Thì cái cây sắt này ở ngoài tiệm người ta bán một cây dài 6 mét, khoảng 170 ngàn. Giá thời điểm hiện tại khoảng 170 ngàn. Cái cây sắt này để mình sẽ làm cái thang giường đó. Sử dụng cái cây sắt vậy ha. Một cây dài 6 mét thì sẽ cắt ra làm 3 cây, mỗi cây dài 1m59. Cái thang giường này thì mình sẽ dùng cái phụ kiện này là mình kêu là con bọ giường. Con bọ giường này không phải chỗ nào cũng bán, nếu mà có thì mua, anh em mua chụp hình đưa người ta coi. Con bọ giường là để mình gác cái thang sắt lên đó. Nhưng mà nếu như không có con bọ giường thì anh em có thể làm cái thang bằng gỗ cũng được. Đó là những cái đồ mà anh em chuẩn bị để làm cái giường 1m6 2m. Thì đây là mình có vẽ sẵn một cái giường 1m6 2m. 1m6 2m sử dụng ván 17 ly. Thì để làm cái giường này có hai phần anh em sẽ lưu ý. Thứ nhất là về các bộ phận, kích thước của các bộ phận, và thứ hai là cách liên kết các bộ phận đó. Ở đây là cái đầu giường. Thì mình cho cái đầu giường này cao là, chiều cao của cái đầu giường là 900, 800 hay 850 gì cũng được, cho 900 đi. Cái đầu giường cao 900, bề ngang của cái đầu giường này là 1m67. Cái vai giường thì mình sẽ cho nó cao có 300 thôi. Nếu mà anh em xài nệm mà nệm 20 phân thì vai 300 được rồi. Nếu mà nệm dày 20 phân á thì xài vai 300 được rồi.
thì từ sàn lên đến cái mặt nệm nó là 50 phân, 50 cm. Còn nếu mà nệm 10 phân thì vai 350. Ba chạm được. Rồi, cái vai thì sẽ cắt cho mình kích thước là 300 x 2 m. Cái vai đây. Cái vai nó sẽ nằm lọt trong cái đầu với đuôi. Cái đuôi giường kích thước là 300 là có 2 tấm. Thì 2 tấm này vì là tấm 17 cho nên cắt 2 tấm để mình ghép đôi lại. Ghép đôi lại cho nó nhìn cho nó dày. Do đó mình sử dụng cái chỉ dày này để mình dán lên. Cái vạt giường. Cái vạt giường là cái tấm để mình đặt cái nệm lên á, nằm trong đây. Thì cắt cho mình 2 tấm 800 x 2 m. Và cái thang sắt. Cái thang sắt 1m59. Thang sắt này. Anh em sẽ cắt 3 cây. Thì về kết cấu là hai cái vai này nó sẽ nằm lọt bên trong cái đầu với cái đuôi. Và mình sử dụng các bát ke để mình liên kết ở các góc của nó, góc bên trong á, góc bên trong á. Ở đây là cái sơ đồ cắt. Sơ đồ cắt cắt 4 cái tấm ván á. Tấm đầu tiên mình sẽ cắt đây, vạt 800 này, 400. Hai cái vạt. Được hai cái vai sẽ ghép đôi lại. Đầu giường và đuôi giường. Cái đầu giường này á thì mình phía sau cái đầu giường mình sẽ ghép thành thanh này. Thanh 10 phân thôi. Đây là sơ đồ cắt của 4 cái tấm ván. Anh em cứ cắt theo như vậy là ok. Rồi mình sẽ quay cái giường. Quay cái giường liên kết ở các góc. Tại vì cái giường mình đang ngồi đây là mình không sử dụng cái vạt gỗ mà mình dùng cái phụ kiện. Nhưng mà anh em xài vạt gỗ cũng được. Rồi để quay một vòng cái giường cho anh em coi.